bắt buộc phải có clip. Ví dụ như là chị Mai xong hết cái công đoạn đó rồi á, nhưng mà cái tên đó công đoạn của chị thì phải chị phải tháo một cái ra cho em quay. Nhiêu cái chị vàng? Hàng nào cũng đếm cho em, giờ thợ phụ cũng phải đếm nữa hả? Nãy ở bên truyền một nó không lấy số lượng, nó bị ông Tuấn là thợ phụ không lấy số lượng, nó bị ông Tuấn là không có số lượng là người đó không có làm mà sẽ không tính tiền. Mấy miếng trắng đó cho em không chị?